con này của chú nếu mà như thế này ấy, là nguyên tắc là phải thay màn mới. Nhưng mà cái này là cháu tách chập. Ngoài như mọi người thì như một số anh em thợ người ta tách chập trên màn, nhưng mà mình tách chập đường tín hiệu, đường nguồn cấp cho cáp. X8000E này. Đây là nháy này. Nó nháy luôn đấy chú này. Đây đây, đấy. Nháy ảnh này. Đấy chú nhìn chưa? Chữ Android đấy, 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 đấy. Rồi. Cái hiện tượng nháy của chú lâu chưa? Nó cũng lâu lâu rồi. Đấy bây giờ đây. Đây đây nhá, nháy hẳn luôn này. Để cho quay để mọi người biết. Đấy. Đây là hai hình xong lại về này. Và xuất hiện kẻ chỉ ngang này. Thường nó chập như này đấy. Nó vẫn đang xem, thỉnh thoảng nó hơi rung một tí. Rung luôn rồi đấy chứ. Thỉnh thoảng gì? Đấy đây. Chú nhìn chưa? Đây là hiện tượng này là hỏng rung luôn này. Chú đứng chắc là quay này. Cáp mới này của nó là theo máy này nó không hỏng. Rồi. Đây chú nhìn này rất mới này. Tại sao cháu nghĩ ra cái cáp sửa lỗi của cháu? Này nó hai bên thì mình thay một bên trước. Nếu bên này mà nó vẫn bị như vậy thì sẽ đổi sang bên này. Hôm nay mình làm cái video ngắn để mọi người xem nhé. Thay đúng cái bên chập thì TV nó sẽ được luôn. Xử lý tiếp. Chắc chú xem qua Google à? Chú qua YouTube TV nháy hình à? Rồi, xem theo dõi kênh của em à. Nó theo đúng cái bệnh trạng của TV này lâu rồi đúng không? Đấy. Đúng bên xong. Đúng bên đây. Đấy. Đúng rồi đấy chú. Chờ một tí với ngay. Đấy, sau khi mà mình thay bộ cáp sửa lỗi của bên mình nhá, thì chiếc TV đã không còn nháy hình này. Chuẩn đấy. Về. Không nó nháy ngay. Rồi mình khởi động lên như này. Cái này mà chú mang ra hãng thì 100% người ta sẽ báo cho chú là phải thay màn mới. Đúng rồi. Con này chú dùng được từ 2017 nhỉ? Cái này là cho đứa cháu này. À chú cho hả? Cho. Đây nhà con xe có một con nữa mà đang ở dưới cái phòng khác mà xem nó cứ bắt đầu nó tối phần dưới. Nó tối phần dưới là cái hiện tượng đấy là nó bị chết nét màn hình. Đấy nét màn hình. Đây là những bộ nét cho bán mọi người này. Đấy, cho bảo lên là tiện rồi thay luôn tất cả luôn cho. À. Chết nét.
Những tivi này thì anh dùng nhiều lắm rồi, vứt đi nhiều rồi. Vâng. Ra những gì cháu làm nó thực tế lắm. Ừ. Cháu làm từ giá cả này kia, nói chung là đúng thì thôi, nhưng mà hiện tại thì nó phải thực tế. Ừ. Sửa được thì bảo sửa được, không được thì bảo luôn. Nên hôm qua hình như chị gọi thật. Ừ, đúng rồi đấy. Chú gọi cháu là chị nói chuyện đúng không? Đúng rồi. Người đang ngồi tới. Xong là chú bảo là nên có làm được luôn không ấy. Ừ đấy. Đúng rồi. Cháu ở trên này, bọn cháu làm việc theo cái nó theo cái kiểu công nghiệp ấy. Ừ. Không như ở dưới nhà. Cái này thì mình đã chuẩn đoán theo những cái cháu rõ là đúng chuẩn đoán rồi. Vâng. Đấy. Thì những gì cháu đưa lên mạng ấy, đấy, cháu phải thử nghiệm chán rồi. Là hai con nó kẻ dọc kẻ ngang thì mà bây giờ chết hẳn luôn thôi. Ở nhà cũng còn một con LG nữa. Nó cứ thỉnh thoảng nhanh ngang, nhanh dọc nên là chết màn hình rồi. Vâng. Thực ra thì những con như TV của chú này là tại sao mà những con này sửa được? Bởi vì là cái tuổi thọ của cái màn hình của con này ấy, thì nếu mà sửa được thì nhiều con cũng còn chạy được. Con này thời gian nó được khoảng hơn. Cháu thường là bọn cháu làm những cái này, thường thường những con khách hàng nếu mà chạy cho được chạy cả năm. Hơn năm không thấy đâu. Còn nếu mà chú mà cứ không sửa ngay ấy, thì cháu thấy là nó rất nhanh hỏng. Nó giật này không xem được. Trong vòng 5 phút nhé. Đấy em chuyện là chú có để ngoài không? Lấy rượu qua của đi. Cái tường ấy để cho thử lại cái này, không bên đi con làm luôn. Vâng, và các bạn xem, sau khi mà mình đã thay cái sợi cáp sửa lỗi của bên mình nhá, thì chiếc TV của khách hàng đã hoạt động trở lại bình thường. Các bạn liên hệ mua cáp thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo nhá. Mình sẽ gửi những sợi cáp này. Và cái sợi cáp này ấy, thì một sợi sẽ sửa cho một model. Chính vì vậy mà các bạn không cần phải mua hai sợi về các bạn thay nhá. Đây, mình sẽ bấm vào cái giao diện trang chủ chính này thì TV hoạt động trở lại bình thường. Ok.